Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Loan và số điện thoại của mình là 0985 38298. Vừa qua thì cái sản phẩm dầu tỏi Diệp Chi được rất là nhiều người biết đến, bởi vì cái sản phẩm dầu tỏi Diệp Chi Gold này đó, nói chung là nó gọi là đặc biệt, rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó phòng tránh được cả dịch cúm các thứ luôn các bạn nhé, tăng cường đề kháng hệ miễn dịch, trẻ sơ sinh, người lớn đều dùng được. Ví dụ như bình thường á là cảm cúm là mình có thể dùng tăng lên một chút, còn bình thường hai vợ chồng nếu mà nhà mình á là bị đầy bụng các thứ khó tiêu là chỉ cần uống 1 đến 2 giọt dầu tỏi vào thôi, một lúc sau là bụng nó êm ngay các bạn nhá. Nó tác dụng rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm dầu tỏi đây các bạn này, đây một chai như thế này các bạn nhá, một chai như thế này thôi mà nhà mình dùng được rất là lâu đấy. Bé nhà mình dùng có khi là gần 1 năm mới hết cơ. Một lọ thì giá niêm yết là 230.000 rồi, nó không có hề đắt đỏ gì cả, nhưng mà dùng được rất là lâu. Thì cái cách dùng dầu tỏi Diệp Chi thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn dùng nhé. Ở trong này khi mà các bạn đặt hàng dầu tỏi Diệp Chi thì nó sẽ có một cái cuốn sách gọi là cẩm nang dùng dầu tỏi, nên là các bạn yên tâm là các bạn sẽ biết cái cách sử dụng dầu tỏi rất là kỹ càng rồi các bạn nhé. Công ty người ta rất là, nói chung là người ta rất là kỹ càng trong cái việc hướng dẫn cho mọi người sử dụng đấy. Trẻ sơ sinh các thứ là đều dùng được hết này, phòng ngừa phụ nữ mang thai, người lớn cao tuổi đều dùng được hết các bạn nhé. Đấy, cái này là không uống trực tiếp này, không sử dụng khi đang bị tiêu chảy và không sử dụng trong khi đang có vết thương chảy máu đó. Này chúng ta sẽ hòa loãng với nước nguội đấy để chúng ta sử dụng các bạn nhé. Các bạn có thể lấy nước nguội hoặc là nước hơi ấm ấm một chút, nước hơi ấm ấm một chút 1 đến 2 giọt thôi là chúng ta có thể uống được rồi. Ngày uống 2 đến 3 lần và uống sau ăn cho mình các bạn nhé. Tăng cái đề kháng, nhất là trong cái thời gian mà dịch corona nó đang bùng phát như thế này thì các bạn uống dầu tỏi mỗi ngày thì quá là tốt rồi các bạn ạ. Đấy, nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc cho cái sản phẩm dầu tỏi Diệp Chi hoặc là chưa biết cách sử dụng dầu tỏi Diệp Chi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đấy, em bé nếu mà đang ví dụ như tăng cường đề kháng thì chỉ cần uống mỗi lần 1 đến 2 giọt thôi, ngày uống khoảng 2 lần thôi hoặc một lần cũng được. Còn nếu mà bé đang bị cụt khịt này, cảm cúm, sổ mũi các vấn đề khác thì các bạn có thể tăng lên cho mình 2 đến 3 lần một ngày các bạn nhé. 2 đến 3 lần một ngày và mỗi lần khoảng 2 đến 3 giọt. Thì bé đang bị tiêu chảy thì không dùng, các bạn chỉ lưu ý như vậy thôi. Còn nếu mà thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298. Ok, xin chào các bạn.